Mình xin chào tất cả các bạn. Mình chúc tất cả các bạn có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng nha các bạn. Cái này là tôm lạnh của Đông Á nha các bạn. Hiện tại thì cháu mình đang cán chín xong vuông. Rồi mấy anh em mình sẽ dán cách nhiệt chống nóng chống ngọn. Chống nóng khi nắng và chống ngọn khi mưa nha các bạn. Giờ em mình móc đang pha keo nha các bạn. Cái này chúng ta phải dùng xăng với lại keo. Đây là tấm cách nhiệt 10 ly chống nóng chống ngọn nha các bạn. Hiện tại thì em mình móc đang lăn keo để dán tấm cách nhiệt lên tôn nha các bạn. Các bạn chọn tôn để lọt lên ngôi nhà của mình nè các bạn. Nên chọn tôn lạnh và dán tấm cách nhiệt này lên nha các bạn, trong lòng chống ngọn nha, sử dụng rất là tốt nha các bạn. Này tấm tôn dài nên cần mấy anh em phải canh ngay giữa nha các bạn. Cái này các bạn phải canh thẳng tấm cách nhiệt mới đẹp nha các bạn. Bây giờ thì mấy anh em mình cũng dán cách nhiệt sắp xong rồi các bạn ơi, còn một tấm cuối cùng rồi các bạn ơi. Mình cũng xin dừng video ở đây nha các bạn. Bạn hãy xem video và like ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả